bạc nha cả nhà. Hai đô. Gà mắc gà mắm nhĩ nha tài. Gà hấp mắm nhĩ nha. Gà gu gu gà gu gà lá dê. Thấy cả mì nhau, mì nhau hay nhẽ. Tốn mì sẵn sẵn có tốn phải không? Hay là bữa đó mình đi Vũng Tàu mình mới điện thoại cho ảnh chứ đâu phải đồ điện nha, sinh nhật hả ta? Vô chị, ủa cái ly chị đâu rồi? Sao vậy? Sao cái ly nữa? Uống nước lọc mà. Vậy làm lon bia đi, hai bà người. Trời ơi, có cái ly này. Ủa bữa là hai em với thằng Tài đâu mới điện cho anh chứ bữa là không qua sinh nhật. Có nghĩa là đi đâu có đi mà sinh nhật rồi đúng không? Đúng, sinh nhật rồi. Em nhớ vậy nè, ra tới phường nghe Phùng Quốc Tân nãy mở điện thoại nói chuyện anh là em nhớ là mình đang trên xe. Là ông này em chở em đi Vũng Tàu, nhớ ngày mùng 3 Tết. Mùng 3 Tết ông chở em đi Vũng Tàu. Trên xe ông mới điện thoại cho anh. Chỉ có nói chung là Tết ông chỉ chở em đi có nhiều đó, còn ngoài ra không chở đi đâu hết. Cho nên là em chỉ nhớ là trên xe điện thoại cho anh. Mới nói là hai chồng sinh nhật vậy đó. Bữa 24 Tết. Thì chiều cái gì chở mấy đứa nhóc đi ăn cái rồng vậy đó. Già đâu sinh nhật gì nó cũng vậy. Vợ chồng Trường cũng ngấy chậm viết rồi. Nay mới được 3-4 tháng gì đó. 3-4 tháng con à? Vậy hình như cũng 4 tháng 5 tháng gì đó. Có đi dạy không? Yếu giờ xin nằm nhà nghỉ nhà luôn. Anh biết thì em nghỉ luôn nhưng nhà luôn nó giờ đuổi thì em nghỉ mà trong nhà ông bà cũng luôn cũng còn đi làm nha. Cho em củ tỏi tỏi thôi mà củ mới nộp đơn cho nó xin nó, nói chung lên cũng quen xin phụ. Ăn hai lần. Cũng biết hai xỉ mẹ. Bữa chén vô tưởng không đi chơi được luôn, chủ nhật cái xỉ luôn. Cũng ngoài tiền đấy. Gì ngon ngon tối à rồi à, nay đi xe của bả chứ xe của mình là gậy rồi mít đầy đủ chứ xe của bả là không có có micro rồi đầy đủ hết chứ cũng đầu tư dữ lắm mấy tài. Cái bạn lớn tên gì quên tiêu hả nè tên gì nói cho cô nghe đi con. Gà mắm nhĩ. Cái nào? Trong cái ống đũa này không có cái muỗng nữa. Đu gà mẹ nghe ngon không? Cái gì vậy? Cá sách. Mì, nghe tôi. Mì nước. Chúc mừng con máy ha. Vô. Vô. Vô chị. Lâu quá không gặp chứ. 2 năm chứ, 2 năm. 2 năm phải không? Chồng anh chị nha. Nhóc em nó đẻ ngày 24 tháng 2.
20/2 hả? Ngày 11/2 nè. Ông 11/2, ông 11/4. Mình đợi xuống xuống hầm tuổi là ghé quán dê phải không Tài? Ghé quán dê phải không? Ghé giờ cái con cua luôn phải không?